chỉ là món canh đậu nành xào tỏi nha. Đấy, buổi trưa này ăn đậu nành xào tỏi rất là ngon. Mình mua một món này nó rất là ngon. Mình sẽ đi lạc nha các bạn. Ăn bạc nhỏ nhỏ xuống lên nào. Xong rồi thiếu tỏi nha các bạn, tỏi nha. Nó vàng đều hết nha.